hôm nay tôi đi qua Mạc Thái Tổ, tình cờ gặp được chiếc Toyota Celica biển số của Campuchia. Theo một số người biết ngoại ngữ thì họ đây là biển số của Phnom Penh, thủ đô của Campuchia. Một chiếc xe rất rất đẹp, dáng thể thao hai cửa. Chủ nhân của nó thì để xe đây đi đâu không rõ lắm nha. Tôi tiện đây tôi quay lại cho các quý vị xem. Và tôi sẽ giới thiệu qua cho quý vị về cái dòng Toyota Celica này. Một dòng xe rất đặc biệt của Toyota. Toyota Celica là một chiếc ô tô do Toyota sản xuất từ năm 1970 cho đến năm 2006. Tên Celica của nó bắt nguồn từ tiếng Latin Soelica, có nghĩa là thiên đường. Tại Nhật Bản, Celica độc quyền cho chuỗi đại lý Toyota Corolla, được sản xuất qua 7 thế hệ. Celica được trang bị động cơ 4 xi lanh khác nhau và các kiểu thân dáng thân xe bao gồm mui trần và mui xếp. Năm 1973, Toyota đặt ra thuật ngữ Leaseback để mô tả chiếc hatchback nhanh Celica và sử dụng tên Leaseback GT cho thị trường Bắc Mỹ. Giống như Ford Mustang, Celica concept là để tạo ra một chiếc xe thể thao bằng cách gắn thân xe Cooper vào khung gầm và các thợ cơ khí từ một chiếc sedan phân khối lớn, trong trường hợp này là Toyota Carrera. Tuy nhiên, một số nhà báo cho rằng nó dựa trên Corona do một số bộ phận cơ khí dùng chung. Ba thế hệ đầu tiên của Celica tại Bắc Mỹ được trang bị các biến thể của động cơ dòng R của Toyota vào tháng 8 năm 1985. Cách bố trí hệ thống truyền động của chiếc xe đã được thay đổi từ hệ thống dẫn động cầu sau sang dẫn động cầu trước, và các mô hình tăng áp dẫn động tất cả các bánh được cung cấp từ năm 1986 đến năm 1999. Van biến thiên đã có ở một số mẫu xe Nhật Bản bắt đầu từ tháng 12 năm 1997 và trở thành tiêu chuẩn trong tất cả các mô hình.